giấc, nhìn quanh một mình, ngoài hiên nắng loé đàn chim giật mình, biết lời tỏ tình đã có người nghe. Nắng xuyên qua lá, hạt sương lìa cánh, đời mong manh quá, kể chi chuyện mình. Nắng buồn cuộc tình bỗng tắt bình minh. Đây là bộ sản phẩm đến từ thương hiệu GVC và đây là phiên mã GVC EX-S3. S3 là một trong những bộ dàn mini nằm trong cái danh sách sản phẩm của GVC mà hướng tới khách hàng là những người có cái mức tài chính ở tầm thấp. Nói về những cái sản phẩm loa bằng gỗ thì chúng ta có những cái sản phẩm lên tới mức giá khoảng 50-60 triệu và cái mức giá của một bộ màng gỗ rẻ nhất ở thị trường với cái nguồn hàng sách tay tại Việt Nam thì sẽ có mức giá là khoảng 4 triệu 500 nghìn cho bộ GVC S1. Và đây là phiên bản nâng cấp của GVC S1, là phiên bản GVC S3 màu champagne, màu vàng đồng. Bộ S3 ngày hôm nay về hàng thì em đánh giá hình thức xuất sắc khoảng 98%, khiển zin đi kèm, mức giá của máy là 5 triệu 500 nghìn. S3 thì sẽ khác S1 một chút, đó là nó sẽ nâng cái phần công suất của loa, cặp loa toàn giải lên công suất cao hơn 5W để giúp khách hàng có một cái trải nghiệm tốt hơn ở những không gian rộng hơn. Bộ sản phẩm này thì được thiết kế xuất xưởng với 3 màu, đó là màu vàng đồng, màu champagne như các bác nhìn đây, và màu đen cũng như là màu trắng. Tuy nhiên thì ngày hôm nay thì về một bộ vầu vàng đồng đẹp xuất sắc, các bác sẽ có một bộ GVC S3 với đầy đủ khiển zin và hai vế loa của Ekang. Bộ này thì các bác sẽ đặt ở những bàn làm việc, những kệ tủ, kệ máy rất là đẹp, tại vì nó có cái thiết kế của một cái dáng đài nằm. Phía trên của S3 thì sẽ có màu sắc, đó là vàng đồng, và chúng ta sẽ có một cái dock để các bác có thể cắm iPhone ở phía sau đây. Tuy nhiên thì cái iPhone này thì bây giờ hiện tại trên thị trường không có nữa, gần như chúng ta sẽ không sử dụng tới cổng đó. Màu sắc của ampli và loa rất là đồng điệu. Và phía sau của S3 thì sẽ có kết nối như sau. Chúng ta sẽ có một cái đường sub out để các bác có thể tăng thêm tiếng trầm nếu mà các bác cần thêm cái tiếng trầm. Một đường video out và chúng ta sẽ có ngõ vào tín hiệu của anten AM cũng như FM. Con này sản xuất năm 2014 và công suất của loa của nó là 30W một kênh, trở kháng là 4 ohm, nó hơn lớn hơn S1 các bác nhé. Mức giá 5 triệu 500, các bác có thể nhìn thấy tuyệt đẹp luôn. Và mặt trước của S3 thì chúng ta sẽ có hai vế loa, các bác có thể tách rời đấy nhá. Tách rời ra. Đây là em đang đặt nằm cạnh nhau đấy, các bác có thể tách rời ra này hoặc là đặt đứng cái phần loa này lên cũng được, cũng rất là đẹp. Chưa? Nhưng mà nếu mà các bác muốn đặt theo một kiểu dáng đài nằm thì các bác nên đặt thấp như em này này. Nó sẽ bằng luôn, bằng và rất là khít, tại vì nó được thiết kế ra để đồng bộ rồi. Củ loa toàn giải đường kính 6cm, công suất 30W một kênh, trở kháng là 4 ohm. Màn hình hiển thị của ampli
là dạng tráng gương và chúng ta sẽ có một núm vặn âm lượng. Các bác có thể nhìn này, cái núm vặn âm lượng này rất là đẹp nhá. Đây là một trong những cái điểm yếu của Victor và GVC. Nếu mà vận chuyển không khéo thì nó sẽ gây móp cái núm này và sẽ không nặn lại được đâu các bác nhá. Ở phía trước đây chúng ta sẽ có một cái đường aux in và một đường USB. Đường aux in này thì các bác sẽ cắm cho em một bộ thu Bluetooth đi. Một bộ thu Bluetooth của Ugreen nó khoảng 550.000 thì các bác đã có kết nối không dây rồi. Một đường tai phone với chân 3.5 USB. Và phía trên đây chúng ta sẽ có một hàng loạt những cái nút điều hướng của chế độ chơi CD này, iPod, USB, tuner, audio in, dimmer, đèn cũng tiến vào lùi bài và ra đĩa. Bộ này thì sẽ chơi nhạc ở trong không gian khoảng 15 đến 20 mét vuông và nó rất phù hợp với các bàn làm việc, các khung kệ của những phòng làm việc cũng như là phòng ngủ. Cái thế mạnh của GVC so với những sản phẩm khác đó là cái độ chi tiết của bài hát rất là cao, cái giọng trung âm của ca sĩ rất là nội lực và hiển thị rất là chi tiết và rõ nét trên cái nền nhạc. Đây là cái chính là cái điểm mà cái loa màng gỗ của Victor GVC rất là ăn khách tại thị trường Việt Nam. Chiều
Còn đây không gian xưa quen gót lầy, bên hè phố cây lá thưa chim đã bay, ngồi nghe yêu thương đi xa tầm tay. Ngày vàng còn gì, đành đoạn rồi những lần chiều hẹn ước. Rồi mai chân hoang vu lên phố gầy, tôi về nhớ trong mắt môi đã đắng cay. Còn ai mơ trên tay khi hoàng hôn vỗ giấc xuân muộn về trên môi hồng. Còn ai mơ trên tay khi hoàng hôn vỗ giấc xuân muộn về môi hồng. 5.500.000 cho một bộ S3 đẹp, xuất sắc góc cạnh, xuất sắc đầy đủ khiển zin. Bạn nào quan tâm tới dòng loa màng gỗ với mức giá rẻ có thể liên hệ từ số hotline của Thanh Tâm để chốt bộ sản phẩm này.